Dạ, con kính chào cả nhà. Cô Nhi chào các con. Hôm nay cô Nhi làm bằng, giúp như các con làm bằng mì Ý đó, gọi là pasta đó. Mì Ý, pasta nó cùng chung thôi. Cái này là nuôi ống. Ở Việt Nam mình có nuôi tươi, nuôi ống đều có hết. Cô mua lợn khô, cô luộc ra. Cô luộc ra xong rồi cô cân được 400 cà ram, cô làm cho hai dĩa. Nhưng ăn cái gì thì ăn cũng phải kèm rau vào nha các con. Cô làm sẵn để khi cô xào cái sốt này là cô đổ vào. Cái sốt này là cô ngâm bằng cái dạng bột khô mà người ta làm nhuyễn giống như là thịt xay vậy đó cô. Nha. Hoặc là các con cắt cái đậu hũ chiên mà các con cắt hoặc lựu cũng được. Cô Nhi làm thử cho các con thấy, cho các con nhìn thấy thôi. Chứ cô không có làm cái loại này hôm nay. Cô chỉ có làm nửa chén, ngâm ra được nửa chén, có một nhúm nhỏ vậy thôi mà ngâm nửa chén, tại cô làm có hai phần à. Rồi cà chua nhà có con trái, nếu các con làm ít cà chua quá thì cô mới cố tình là cô để thêm cà chua người ta đã làm sẵn trong hộp rồi, hoặc là các con đổ vào một ít gọi là ketchup ở Việt Nam có bán đó. Rồi cô tiến hành luôn, tất cả là rất là dễ rồi đúng không các con. Cô tiến hành cô bỏ cái này là baro, cô phi lên một chút. Cái phi baro này nó thơm thơm lên một chút rồi đổ cà chua vào nó cũng hả. Đổ cà chua vào xào chút. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Cà ri với cà chua mình xào cho chút xíu mình xào cho nó chút xíu thôi, 2-3 phút gì đó, rồi các con mới mới đổ cái thịt vằm chay. Thịt vằm chay là cái bột mình ta làm bằng bã đậu hay là đậu gì đó, người ta làm từng vân 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 nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi tôi làm sốt con hờ, các con rim 2-3 phút xong rồi nó mềm, cà chua mềm ra rồi. Bây giờ tôi đổ cái bột xay vào. Các con không có bột cay, các con chiên đậu hũ, các con cắt hạt lựu cũng ngon tuyệt, ngon và bổ hơn cái loại này theo cô Nhi nghĩ như vậy. Khi các con bỏ cái thịt xay vào rồi á thì các con đổ nước tương vào cho nó thấm. Khi các con đổ nước tương vào rồi, các con đổ một muỗng bột nêm và chút xíu tiêu, một muỗng nước tương. Tại cô làm cho hai phần hả. Coi như thấy nó cái sự cà chua nó ít, nó không có đỏ lắm, coi như bỏ cà chua hộp vào. Cà chua hộp, nếu các con không có cà chua hộp các con bỏ bằng cái ketchup. Sau đó các con đổ vào 1 phần 3 chén nước để cho nó có nước, nước nó sẽ khô đặc lại. Rồi 1 phần 3 chén nước. Rồi các con rim thêm 5-7 phút cho nó thấm ha con ha. Trong này nó có nước tương, nó có bột nêm, nó có tiêu. Nếu mà nếm nó lạc thì cho chút xíu muối. Còn người ăn nhạt thì khỏi muối. Nó đang rim nè con, rim cho nó thấm đó. Nó có nước vào, từ từ nó sền sệt xuống. Rồi 5-7 phút nó cô đặc lại rồi nè con, nó sền sệt rồi nè. Bây giờ cô múc vào cái dĩa pasta nuôi đó, cô bỏ rau xung quanh chút nữa mình trộn lên. Cô có 400 g nuôi thôi mà cô thấy nhiều quá. Cô múc lên ha con, múc lên cái pasta nè. Ăn cái dạng này cũng ngon lắm đó con, rất là bổ dưỡng, vừa có rau, vừa có cà chua, vừa có đậu hũ hoặc là thịt. Cô chia làm hai dĩa. Xong rồi cô Nhi lại bỏ chút xíu ngò lên cho nó đẹp là xong. Mình trộn lên là một dĩa luôn, trong chảo này còn thêm một dĩa nữa nè con. Cô làm ít oi vậy đó, trong chảo còn một dĩa nữa. Các thấy cô Nhi làm ít không, có hơn nửa chén bột thôi. Các con nếu làm cho hai phần ăn, các con làm hai miếng đậu hũ đi chiên xong cắt hạt lựu. Rồi coi như chúc các con làm món ăn ngon, dâng cho ông bà cha mẹ ha con. Mình có thể rảy thêm chút xíu tiêu nữa. Các con nhìn cái dĩa pasta của cô Nhi ngon không? Toàn là xanh không?